Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Vĩnh Long 69, giải 8 Bình Dương 40, giải 8 Trà Vinh 50 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Vĩnh Long 639070, giải đặc biệt Bình Dương 638343, giải đặc biệt Trà Vinh 504138. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.